Xin chào mọi người. Sau một thời gian nghỉ dịch và ở nhà trồng rau thì hôm nay mình rất là vui bởi vì có thể thu hoạch được những sản phẩm rau sạch đầu tiên ở trên sân thượng. Hôm nay mình hái một ít lá mồng tơi, rau khoai lang, rau bầu, rau càng cua và một ít lá vối để uống nước. Từng này rau bạn có thể mua ở ngoài chợ khoảng 50 đến 100 ngàn, vì vậy mà mình sẽ phải bảo quản để dùng dần. Cái cách mà mình hay bảo quản đó là mình sẽ chia nhỏ từng phần và sẽ bỏ vào trong cái túi zip, kéo khóa lại và bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Cách thứ hai là bạn có thể bỏ vào trong cái túi giấy hoặc là cái túi báo, rồi bỏ túi báo, túi giấy đó vào trong một cái bịch bóng lớn cột chặt, sau đó thì bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Với cái cách giữ như thế này thì mình có thể giữ được cho rau tươi, ngon và đảm bảo chất lượng trong vòng 2 đến 3 tuần.